thiếu phê chứng nè. Bà Mười cũng đi lấy cơm tiếp, lấy cơm ở dưới anh Bảy, ở dưới quán cơm Thiện Duyên đó. Trên cầu Cái Me chứng nè. Đứa nào coi nhà ở nát hả? Bữa nay là ngày 30.
Mình vẫn lấy cơm ở dưới anh Bảy. Tại vì dưới anh Bảy là cho cơm ngày 29-30. Mình bữa nay 30 mình lấy 50 hộp cơm. Rồi mình về nhà mình thêm xúc xích với thêm trứng vô. Rồi cái ngày này á là cái ngày thường, nó không phải nhằm ngày Chủ nhật. Thành thử ra mấy đứa nhỏ nó không có ở nhà, mấy đứa nhỏ nó đi học. Không biết bữa nay là có nghỉ ở nhà họp phụ huynh học sinh hay gì không thì không biết đó, nhưng mà ngày thường thì ít có mấy đứa nhỏ lắm. Thì mình đi phát á, mình cũng phát ưu tiên cho người già và trẻ em, nhưng mà mấy cái ngày thường như thế này là trẻ em nó ít lắm. Thành thử ra người lớn thì mình cũng cho. Bữa nay 50 hộp cơm thì phát ở bên sông Thun á, chứ là lấy ăn đó, chắc là còn cũng hơi khá đấy. Thì chúng vô sông Thun là ai cha mẹ ở nhà mà con cái đi học thì mình cũng cho người ta nhận để dành cho khi mấy đứa nhỏ nó về nó ăn cũng được. Còn nếu dư nữa thì mình đem đi phát ở bên nước Tô. Tại vì ở Nam Di thì nó cũng gần đây, nhưng mà Nam Di thì hôm qua mình cho rồi, thì cũng hôm qua cũng nít cũng ít. Nếu dư thì đem qua bên núi Tô, cho bên núi Tô. Mà núi Tô thì chắc cũng không có ăn nít. Nhưng kệ, để coi tính rồi. Phát xong rồi hả tính nữa. Phát xong rồi dư rồi tính. Mấy mẹ con dẫn đi đâu nè. Đồng lúa đây đã bắt đầu ta làm, ta xả lúa rồi. Mạ mới mọc lên được một gang. Bây giờ tôi xài cái loại đầu máy, đầu kéo này nhiều lắm. Nó là thế cầm bò luôn. Đi vòng qua đây có cái gì quay không? Có cái chùa. Làm chưa xong, cái màu nó làm cũng đẹp. Cái màu nó màu hương. Màu hương là cái màu phi trường thấp. Phi trường thấp. Cái màu Khmer là màu vàng với màu đỏ là chủ yếu. Nhưng mà cái chùa này thì sơn cái màu hương. Ở dưới Trà Vinh cũng có mấy cái chùa cũng phết màu cũng hơi lạ. Phết màu đọt chuối, màu xanh đọt chuối.
đã làm xong hết rồi nè, xả rồi đó. Ta cày bừa xong rồi, ta xả lúa rồi đó. Đây có cây điệp nè. Đang sửa nè. Có cái quán cây me, quán gốc me. Núi Sài Lôn này, chỗ này núi dài nè, chỗ đó là cái mỏ đá Antraco, nó đào lấy đứt hết một khúc rồi đó.